mình chạy test thử nha ha. Vào bóc cho anh em nha. Full cấu hình nồi Thái ha. Quá mạnh luôn. Giờ hết được nồi đấy nha anh em. Chào anh em nha. Rồi chào sư phụ. Ờ ok. Bao mạnh vậy nha. Nhảy như ngựa nha anh em. Rồi xin chào anh em MX100 nha. Sẵn đây có cái xe nó bị tuột nồi ha. Chạy không nổi nha. Lên ga nó chỉ là nó đóng xe đi mà nó không đi ha. Thì chủ xe tâm sự đã làm cái nồi 3 lần rồi. Chủ xe đang ngồi phía trước mình nha. Làm nồi 3 lần rồi mà chạy không được nha. Thì hôm nay qua bên độ xe Việt Nam mình tháo ra kiểm tra thì thấy một nhôm nồi đã cháy hết rồi nha. Cháy nguyên full nồi luôn ha. Thì mình có cái bộ nồi Thái mình cam kết với chủ xe là mình gắn chủ xe bao xe chạy ha. Thì bảo hành cho anh em là 1 năm nha. Thì có bộ rẻ hơn thì chủ xe không có thích xài ha. Chủ xe chạy cái bộ này tốt hơn. Thì cam kết với anh em là đúng hàng và đúng bảo hành cho anh em nha. Thì giới thiệu sơ qua cái nồi cũ của chủ xe để cho anh em nắm tình hình nha. Thì anh em thấy là bố sắt của chủ xe thì anh em thấy là cháy đen thui ha. Đó, nó ra cái nhớt mà nó dơ như bùn anh em ha. Quá ghê luôn nha. Đó, cái nhớt này thì không xài được nữa rồi. Thì bỏ nha. Đó, thì bố sắt anh em thấy là cháy đen thui nè, nó cháy đen. Anh em thấy tay mình đụng vô cái là thấy ghê không? Dơ liền ha. Đó, bố sắt cháy đen thui ha. Hai một nhôm nồi của chủ xe nó bị lò mòn mà nó lõm sâu vô luôn nha. Đó, mòn lõm sâu luôn ha. À, cái lò xo của chủ xe thì bị lún xẹp rồi. Đó. Thì cấu hình này thì mình sẽ đi chủ xe là full một bộ nồi Thái mới nha. Đó thì cho anh em coi mã luôn nè. Đó, đúng mã của thằng mới 125 nha. Đó, bao đúng rinh cho anh em với 100% ha. Rồi, về cái bố mình đi chủ xe là full 5 bố Thái nha. Anh em thấy là bố là bạn lớp mặt mình cho anh em ha. Đó, full cấu hình luôn. Bao đẹp cho anh em nha. Rồi, về sắt mình đi full chủ xe là đúng sắt rinh cho chủ xe nha. Đó, bốn lá nha. Bốn lá mới cho anh em. Đó, rồi, 1 2 3 4 nha. Trước sau một bao đẹp cho anh em ha. Rồi. À, về bộ lò xo mình đi chủ xe là full một bộ lò xo nồi mới nè, mới 100% đi full 6 cái nha. Đó, có độ đàn hồi nhúng nhảy tốt, nó chưa bị lún xẹp nha. Rồi. À, anh em mà muốn làm nồi mới 125 mà chạy bốc bền thì có thể qua bên độ xe Việt Nam ha. Đây mình nhận làm full cho anh em. Đó, full cấu hình đúng hàng đúng đồ cho anh em. Rồi, mình xin chào tất cả anh em nha. Rồi xin chào anh em MX125 nha. Sư phụ mình đang tiến hành ráp của cái nồi, hôm nay mình quay lại cho anh em tham khảo nha. Đó thì full cái bộ mới luôn ha. Còn bộ cũ là mình bỏ nha. Đó, trụ ráp full 2 bộ nồi mới, bố sắt mới chủ xe luôn. Cấu hình nó là gồm là 5 bố và 4 sắt nha. Thì anh em cho là bố vào đầu tiên ha, rồi tới cho nó sắt vô. Đó. Rồi tiến hành là cho lò xo nha. Lò xo thì 6 cái ha. Anh em cho chiều lớn nằm trong và chiều nhỏ nằm ngoài nha. Đó. Tiến hành cho đều 6 cái vô, rồi tiến hành là cho cái nó chụp đế ép của lò xo vô. Rồi tiến hành là ship đều ba cái bù lon nồi để ép 6 lò xo vô nha anh em ha. Đó. Sau khi mình ship đều ba con mình sẽ tiến hành là chỉnh cái lò xo lại cho anh em luôn nha. Cho nó đồng tâm lại luôn nha. Rồi, sư phụ mình đang tiến hành định tâm cái lò xo này nha. Đó thì anh em khi anh em siết ba con bù lon xong, anh em sẽ tiến hành kiểm tra từng con lò xo một nha. Để cho định tâm cắt nồi cho ngọt nha anh em. Nếu mà lò xo nó bị nghiêng một bên nó thì cắt nồi không ngọt nha. Cắt được khoảng 80% thôi. Ảnh hưởng tới bố nồi của anh em nha. Rồi tiến hành cho cái nồi sau vào nha ha. Cho lò xo cho lồng đèn vào và cho tán vào nữa là xong nha. Rồi tiến hành bán nồi sau nha. Rồi tiến hành mình sẽ lắp cái nồi trước nha anh em. Đó, trước khi lắp nồi trước thì sư phụ mình tiến hành là lắc kê ba con cho nó cứng luôn ha. Rồi cho hai con bù lon của nắp chén nhớt luôn nha ha. Chén chứa nhớt để nuôi bố á. Rồi mình tiến hành ốp lốc nồi, mình xiết ốc rồi mình sẽ test xe cho anh em nha. Rồi mình chào anh em MX125 ha. Full cấu hình nồi Thái nha, bao bóc cho chủ xe. Rồi xin chào anh em MX125 nha. Sư phụ mình đã lắp xong cái bộ nồi Thái với chiếc MX ha. Sẵn đây sư phụ mình chạy test thử nha ha. Bao bóc cho anh em nha, full cấu hình nồi Thái ha. Quá mạnh luôn. Giờ hết được nồi đấy cho anh em. Chào anh em nha. Rồi, chào sư phụ. Ờ, ok. Bao mạnh vậy nha. Nhảy như ngựa vậy anh em ha. Đó, giờ lên là rất là mạnh nha. Full cấu hình nồi Thái, cái này mình sẽ bảo hành cho chủ xe 1 năm. Đó, sư phụ mình tiến hành test thử rồi chỉnh nồi nha. Chỉnh nồi rồi mình sẽ giao xe chủ xe.
Rồi sư phụ mình đã test về ha, full cấu hình nồi thái giấy MX125 bao bóc cho anh em ha. Lên ra là nhõng đầu liền nha anh em, quả bóc luôn. Rồi sư phụ mình chỉnh nồi cái này mình giao xe nha ha, thì mình gửi chủ xe là phiếu bảo hành với lại là hóa đơn luôn. Rồi mình chào tất cả anh em luôn nha, anh em có nhu cầu làm nồi của qua là đồ xe Việt Nam ha, mình nhận làm cho anh em.